ta đi vào câu hỏi số 26 câu hỏi 26 liên quan tới bài đó là gì bài điền từ vào trong đoạn văn đúng không ạ điền từ vào trong đoạn văn này uh, ok câu co, co, câu số 26 chúng ta là gì One of the greatest achievement was the of the three law of motion which are still used today tức là gì ạ tức là một trong những cái thành tựu lớn nhất của ông ấy là cái gì đấy đúng không ạ ok cái 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 gì đấy ra ba cái à, gọi là law of motion tức là chắc là một cái định luật gì đó đúng không? một cái định luật gì đó ba cái định luật gì đó ok à, của, của chuyển động hay gì đấy đúng không ạ mà ngày nay vẫn được sử dụng thì là gì thì nó chắc ông ông sẽ ông, ông tìm ra ông tìm ra cái 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 đó đúng không ạ ông ông ấy khám phá ra cái đó đúng không ạ thì các bạn sẽ gì các bạn sẽ lựa chọn vừa là discovery discovery the discovery of free log Nhìn nhiều bạn ở thế tại sao không phải là findings đúng không findings hoặc là invention thì các bạn nhớ rằng là gì các bạn nhớ rằng là khi mà nó kiểu khám phá ra một cái định luật gì đó đúng không thì các bạn sẽ dùng là discovery discovery of đúng không tức là khám khám phá ra một cái điều tìm ra một cái điều gì đó đúng không là discovery of đúng không và cái này nó giống kiểu một cái collocation đấy mà các bạn sẽ cần phải cần phải nhớ cả cụm đấy ạ đúng ạ. Nên là gì, các bạn cũng không cần phải lắp những cái phương án này vào làm gì cả. Các bạn cứ là gì, ở đây this free law of motion, đúng không ạ. Tức là khám phá ra bạn ba định luật gì đấy. Và sau này là các bạn sẽ ấn tượng với cái từ discovery of free law này thì các bạn sẽ 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 không sai những câu tiếp theo, đúng không ạ? Chứ đừng có lắp những cái thông tin nhiễu vào và bạn cố gắng các bạn dịch ra xong là hỏi tại sao, hỏi tại sao, nó không giải quyết được vấn đề gì cả, đúng không ạ? OK. Discovery. OK, chúng ta sẽ có câu hỏi số so, à, câu hỏi tiếp theo này. His father died before he was born, đúng không uh, Cha mất sớm, his uh, mother soon remarried. OK, mẹ cũng uh, uh, kết hôn đúng không ạ? đi kết hôn. The young uh, Isaac hated his uh, stepfather so much that he once to burn his house down when his stepfather and mother were still inside. Tức là thì ông ấy rất là tức giận, ông ấy không thích. A, a, a stepfather của ông này đúng không ạ? Ông stepfather của ông đấy và ông ấy đã từng như thế nào đấy? Burn his, 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 his house down, burn tức là đốt cháy đúng không ạ? Đốt cháy, đốt cháy, đốt cháy. Vậy thì là gì ạ? Thì là các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ có cái từ đó là gì? Đe dọa đúng không ạ? Đó là gì nhỉ? Đó là threaten to do something. Threaten to do something tức là đe dọa như thế nào đấy? Đe dọa như thế nào đấy? Threaten to do Something, threaten to do something. OK. Có nghĩa là đe dọa nhé, là uh, hết lên này, làm người ta hoảng sợ này, đe dọa này, cảnh báo này, chúng ta sẽ dùng từ đó là từ đe dọa, đúng không ạ? OK. Đó là threaten to do something, to do something. OK. Uh, câu, uh, câu câu tiếp theo đó là gì ạ? Đó là uh, Isaac's first published work uh, was a the theory of Life and color. Uh, OK tức là gì tức là cái 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 công trình đầu tiên được uh, cả được, được 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 công bố đúng không ạ được công bố là cái lý thuyết về ánh sáng và màu sắc này when another scientist wrote a paper uh, tức là gì tức là khi mà tất cả những cái những một số những cái nhà khoa học khác thì viết báo để kiểu chỉ trích cái này thì ông này ông ấy flew into the the un, uncontrollable rain this this scientist for the tuition and Đây, đúng không tức là gì tức là cái 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 ông ấy cái, cái 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 nhà khoa học ấy mà mà gọi là gì mà mà như kiểu là gì như kiểu là chỉ trích thì là chính là một người mà có tên là robert hooke đúng không ạ đúng không ạ ok thì các bạn sẽ xem rằng là gì các bạn sẽ xem rằng là à Uh, cái, cái 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 nhà khoa học mà gì mà 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 ông ấy thực hiện cái việc đấy đúng không ạ thì các bạn sẽ gì các bạn sẽ có một cái từ đó là từ responsible responsible for tức là ông ấy thực hiện cái việc đấy hay là hay nói không, ông ông ấy chịu trách nhiệm trong việc đấy hay nói khác là tóm lại là cái ông này ông ấy thực hiện cái việc ừ, uh, yeah, 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 đó là gì đó là uh, uh, kiểu chỉ trích này đúng không ạ đấy thì là gì thì là các bạn sẽ gì nhỉ các bạn sẽ 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 sẽ, sẽ nhớ vào cụm đó là gì responsible for responsible for, rất là chịu trách nhiệm, ông đã thực hiện được đó đúng không? Ok. Nào, chúng ta có câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 29. Ok, hoặc là các bạn có thể dùng cái lựa chọn uh, phương án loại trừ đi cũng được đúng không ạ? <laughs> câu hỏi số 29 của chúng ta. Dạ, yeah, đó là gì ạ? Đó là uh, ông này uh, uh, cái cái ông Robert Hook này ông đã chỉ trích đúng không ạ? Phản đối này. He was a head to the Royal Society and One of the most uh, respected scientists in the country. Uh, yeah, okay. Tức là gì? Tức là ông ấy đã đi thẳng tới uh, một cái gì đấy đúng không ạ? Và một trong những cái gọi là những cái nhà khoa học uh, lỗi lạc nhất. Okay. This made no difference. Tức là điều đó cũng không có cái uh, không, không 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 tạo sự khác biệt gì cả đúng không? Thì các bạn biết là hai trường này là mặc dù ông ấy như này rồi nhưng mà nó vẫn mang cái chiều hướng nghĩa là nó không tác dụng gì cả đúng không ạ nó không tác dụng gì cả thì nó vẫn từ chối đúng không ạ à, nó vẫn từ chối à, ông này đúng không ạ thì các bạn sẽ phải dùng cái từ đó là từ gì ạ từ là however để diễn đạt một cái mối quan hệ ý nghĩa mà nó mang tính chất là đối lập như vậy đúng không ạ ok mặc dù ông đã như thế này rồi nhưng mà nó không có cái sự khác biệt gì cả chẳng nghĩa gì cả đúng không ạ không tác dụng gì cả ok câu số 29 Ok, chúng ta sẽ có, có thể ghi lại một số những cái cấu trúc đúng không ạ Mà chúng ta à, hay bị nhầm lẫn đúng không ạ Vào để các bạn có thể học nhé Hiện nào nào Chúng ta có cái uh, Câu tiếp theo của ta Câu số 30 Câu số 30 của chúng ta sẽ là gì ạ Đó là uh, As soon as someone said something that he with He would lose his Gì yeah, đấy, lose his gì đấy đúng không ạ Tức là một ai đó nói một cái điều gì đó mà ông ấy kiểu ông disagree tức là ông ấy không đồng ý việc đó thì ông ấy sẽ gì ạ sẽ sẽ như nào lose thì chúng ta sẽ có gì ạ? cái kiểu ông ấy có một cảm xúc rất là tiêu cực đúng không ạ cảm xúc rất là tiêu cực thì chúng ta sẽ có một cái cụm từ đó là lose temper lose temper tức là gì nổi giận hay là nóng giận hay là mất bình tĩnh đúng không ạ lose temper lose temper ok đó lose his temper ok đó, đó là câu số 30 Ờ, uh, ok, nghe Nó nói điều gì không tán thành Thì ông ấy sẽ nổi giận, nó nổi giận Lose his temper Các bạn nhớ nhá Ok Ok nào, chúng ta sẽ đi Với câu hỏi tiếp theo Câu hỏi tiếp tiếp theo chúng ta sẽ liên quan Tới bài học hiểu số 1, bài học hiểu thứ nhất của chúng ta sẽ là gì ạ uh, Which are, uh, 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 Câu hỏi số 1 đó là gì ạ uh, Which of following uh, could be the main topic of uh, passage. Dạng bài liên quan tới main topic chắc là các bạn đã làm bài này rồi đúng không ạ? Chắc hẳn là các bạn phải làm rồi. Ok thì các bạn xem thầy chữa nên thì nó có tác dụng đúng không? Nào, bây giờ là gì ạ? Uh, với cái dạng bài liên quan tới main topic tức là gì ạ? Tức là tìm cái chủ đề. Tìm chủ đề thì các bạn sẽ phải đọc các đoạn và tìm câu chủ đề của từng đoạn đó một. Tìm câu chủ đề của từng đoạn đó một. Sau đó các bạn sẽ xem là bốn phương án thì phương án nào mà nó bao quát được tất cả câu chủ đề của các cái đoạn đó thì nó sẽ là là cái phương án đúng đúng không ạ à, phương án sai thì thường là phương án mà gì ạ phương án sai thì thường là phương án là too specific tức là quá cụ thể quá cụ thể hoặc là too general tức là quá là à, chung chung đúng không ạ quá chung chung quá cụ thể tức là nó chỉ là được nhắc đến trong một đoạn thôi quá chung chung tức là nó nó mang tính chất nó quá trừu tượng đúng không ạ nó nó rất là rộng lớn và chúng ta sẽ không thể nào mà phân tích được nó trong một đoạn văn đúng không ạ thì đấy là thường là những cái án sai thì với với cái câu này thì chúng ta sẽ gì cái câu chủ đề của từng đoạn thì các bạn sẽ thấy cái câu số 1 của chúng ta the world needs uh, to do more to prepare for the impact of rapidly aging population tức là nói về gì? sự già hóa của dân số đúng không ạ aging population Uh, yeah, nó uh, nói chung là gì nói chung là chúng ta sẽ cần phải làm nhiều thứ uh, tức là gì tức là cái việc giả hóa nhân, dân số nhanh thì nó lại mang theo chiều ý, uh, một số các cái tác động đúng không ạ ok kiểu như thế The number of our people worldwide growing faster than any -group, tức là những người mà 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 mà, mà già đúng không ạ cái thế hệ già thì lại lại cái số lượng đấy thì ngày càng gia tăng so với những cái nhóm tuổi khác, đúng không ạ? Ok, đây là gì? Aging population tức là cái sự già hóa dân số. Thì thấy rằng nó cũng sẽ ra uh, khá là, là 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 hay ra, đúng không ạ? Vào trong những chủ đề liên quan tới xã hội nói chung, đúng không ạ? Ví dụ như là môi trường hay là uh, ok công nghệ hay là dân số, đúng không ạ? Hay là các cái vấn đề liên quan tới quốc tế, đúng không ạ? Ok, đó. Thì các bạn nhớ nhá aging population là một vấn đề, đúng không ạ? Aging population là một vấn đề. Uh, ok các bạn sẽ nhìn thấy bốn cái câu này, dạ à, ba yeah, câu này đúng không? ba câu này, ba câu này thì nó luôn luôn nó họ sẽ hướng về một cái chủ đề gọi là gì ạ? gọi là à, cái, cái 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 sự gia tăng của của cái gì là gọi là gì ạ? cái nhóm người à, lứa tuổi già đúng không ạ? các cái nhóm đấy. Okay. thì là gì? Ạ? thì là các bạn sẽ lựa chọn phương án phương án A là phù hợp nhất bởi vì nó sẽ là cái tác động của cái sự gia tăng uh, yeah, của những cái uh, gọi là gì gọi là những cái uh, older people ấy, gọi là aged population tức là older people ok nên là các bạn sẽ thấy ba cái phương án này ba phương án này thì phương án thì nó sẽ quá chung chung phương án sẽ quá cụ thể ví dụ như là the quick increase of the elderly people thì là cái này là sai hoàn toàn rồi đúng không? đó là sự gia tăng của các uh, yeah, uh, cái sự gia tăng nhanh của của cái này đúng không? thì nó sẽ chỉ đề cập đến được trong một đoạn thôi còn ở ở đây nó phải là gì cái tác động của việc đó tác động của việc đó ok thì các bạn sẽ lựa chọn phần hành, phần a nhé nào câu hỏi số hai của ta này the words abuse in the first paragraph could be best replaced by cái từ này ở trong đoạn văn số 1 thì có thể được thay thế bởi những từ gì care protection insult hay là praise đúng không ạ thì uh, các bạn sẽ giống như kiểu là cái bài mà liên quan tới cái cổng tìm từ đồng nghĩa đúng không ạ tìm từ đồng nghĩa này Uh, the the United Nations cái từ này là kiểu Liên hợp quốc. Ấy. Agency also said more had to be done uh, to tackle tackle tức là gì hiểu giải quyết ấy, giải quyết một cái vấn đề gì đấy ạ, một tackle problem, không, giải quyết vấn đề gì đấy. Ok, thì là gì ạ? Thì là các bạn uh, gì nhỉ? Abuse, neglect and violence against elderly people. Có nghĩa rằng là chắc chắn là cái này nó mang theo chiều hướng là 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 tiêu cực rồi, đúng không? Mang chiều hướng là tiêu cực rồi. Rồi, dạ ok. ờ tiếng tiêu cực. Nếu các bạn mà không biết cái từ đó thì các bạn bạn sẽ cứ hiểu là gì ạ? Nó mang chiều hướng những cái tiêu cực và các bạn sẽ chọn một cái từ nào đó mang chiều hướng ý nghĩa tương tự như vậy, đúng không ạ? Tương tự như vậy. Thì các bạn có gì ở quan tâm bảo vệ hay là tán dương này thì đều mang chiều hướng tích cực. Và phương án chúng ta lựa chọn là đáp án C. Ok, các bạn nhớ nhé cái dạng bài này nó giống kiểu là tìm từ đồng nghĩa, đúng không? Ok. Đó câu hỏi số 32. Ok, câu hỏi số 33 của chúng ta The number of the elderly uh, rises because of the flowing reason, except Tức là gì? Tức là cái uh, cái số lượng những người mà già này tăng lên đúng không? bởi vì những cái nguyên nhân uh, sau, và nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân cho việc đó Except, tức là trừ đúng không ạ? Nên là gì nên là chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta sẽ cần phải dùng vừa loại trừ. Đúng không ạ? Ok. Các bạn sẽ các bạn sẽ scan từ khóa này, scan từ khóa này thì các bạn sẽ thấy có câu uh, này đúng không ạ? Ok. Với câu này thì các bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được phần D bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng là gì à cái này là gì assert uh, improve nutrition này rồi là vân vân vân. Thì các bạn sẽ thấy rằng là gì à các bạn sẽ loại trừ nhé. <laughs> Sanitation nhé, là một cái các bạn loại trừ này. Được chưa? A à, phải vâng, đúng này. Rồi chúng ta có từ gì ạ? Đó là uh, education and economic well-being này. Economic well-being các bạn loại trừ phần này này. Đúng ạ. Rồi là medical care. Medical care hay chính là gì ạ? Chính là cái 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 gọi là gì ạ? Cái gọi là uh, uh, success improve nutrition đấy. Health care đấy. Uh, Health care này thì nó nó bằng medical care thôi thì các bạn sẽ loại trừ gì ạ? Có loại trừ cái phương án medical care đúng không ạ? Nên là accept này bắt buộc là phải dùng và loại trừ đúng không? Ok, đó là cái câu hỏi số 33. Câu hỏi số 34 của chúng ta, which of the following is uh, is true about the uh, older people. Cái gì nó là đúng đúng không ạ đối với những người già. Thì các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ uh, sẽ, sẽ, sẽ 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 xem À, các bạn sẽ phải scan nhé, các bạn sẽ phải scan tất cả cái này, các bạn sẽ phải scan tất cả cái một hai ba bốn này, dạ. và các bạn sẽ xem rằng là À cái đó, cái từ khóa ấy, tức là gì, tức là bắt buộc, bắt buộc ở cái dạng bài này nhé, cái, cái dạng bài true này này, thì các bạn sẽ phải scan các cái từ khóa ở trong bốn đáp án và tìm ra trong cái đoạn văn đó à, ở đâu nó có chứa cái keyword đấy và đọc từng câu một và loại trừ nó đi cái đấy, đấy là cách duy nhất nên là cái dạng bài mà kiểu là true hay là accept là các bài qua hay phải 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 loại trừ đúng không ạ các bạn phải loại loại trừ nên là chúng ta gì ạ chúng ta sẽ cần phải scan nhiều đúng không ạ nên là những bài những cái câu này là những câu nó nó sẽ hơi mất thời gian hơn một chút cái nào là đúng suy ra ba cái sai ba cái sai các bạn phải đối chiếu rất là lâu nên là thường là cái câu này nếu mà trong bài thi chúng ta nên làm ở cuối đúng không ạ các bạn nên làm ở cuối thì thì ví dụ như là ở uh, câu câu này thì may mắn thay chúng ta có cái câu đầu tiên đó là gì ạ the number of elderly people worldwide is growing faster than any other age group tức là gì ạ tức là những cái số lượng người già trên toàn thế giới thì gia tăng nhanh hơn là những cái nhóm tuổi khác thì là gì ạ? thì là trong tất cả nhóm tuổi thì cái nhóm người già này là cái nhóm mà gia tăng lớn nhất à nhanh nhất nhanh nhất đúng không ạ nên là gì nên là nếu may mắn thay chúng ta scan tự nhiên cái thông tin đầu tiên thông tin a này đã này đã phù hợp rồi còn nếu mà cái thông tin này nó nằm ở d thì chúng ta sẽ hơi mất thời gian một chút đúng không ạ Ok, đó nên là các bạn sẽ lựa chọn phần a nhé nào chúng ta sẽ có câu hỏi số 35 mươi uh, the word there in the last paragraph refer to cái từ there trong cái đoạn văn cuối này nó ám chỉ gì đúng không Now, chúng ta có đoạn, đoạn của, In many different, uh, developing countries with lower populations of young people, the challenge is that the government have not to policies and practices in place to support their certain older population or make enough population for …." Uh, <coughs> là lớn thì cái thử thách ở đây là chính phủ. what have not put policy and practice in place to support their order. Tức là gì? Tức là họ sẽ họ họ yeah, ok, cái vấn đề ở ở ở đây là gì? Chính phủ sẽ không đặt những cái những những những, cái gì? Những cái chính sách này đúng không ạ? Để support cho cái nhóm người già đúng không ạ? Cái, cái, nhóm người già. Nên cái từ there ở đây ấy, là ý là 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 là, là cái government ấy là cái gặp vấn đề tức là gì tức là vấn đề là chính phủ thì họ không như này cho cái yeah, yeah, ok uh, cho, cho 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 cái sự support cho cái sự chuẩn bị đó của họ đúng không ạ ok uh, yeah, ok đấy nên là gì nên là cái từ there ở đây này khi mà gặp những cái câu này thì các bạn sẽ phải xem rằng là à cái danh từ nào đúng không ạ đứng trước nó đúng không ạ danh từ nào đứng đứng trước nó và các bạn phải lựa chọn danh từ. Ví dụ như là gì Ví dụ như là There are certain older population thì chắc chắn là các bạn sẽ các bạn sẽ loại trừ như là older population đấy bởi vì là nó, nó không chỉ là older uh, yeah, certain old, uh, older uh, population mà nó lại nó lại sở hữu cả cái, cái này cả đúng không ạ? Các bạn có thể loại trừ đi Đúng không ạ? Ok. Nên là gì? Nên là there ở đây nó là một cái đối tượng nào đấy đúng không? Nên là các bạn có thể gì Các bạn có thể uh, lựa chọn cái phương án đấy phù uh, hợp với cái danh từ đứng trước nó đúng không ạ mà chúng ta lựa chọn, ok, nó chỉ người vân vân vân, ok nhá, đấy thì các bạn sẽ gì, các bạn sẽ lựa chọn phương án của phần a nhá. <laughs>